Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Mỹ Tâm lần đầu trình diễn hit mới, trổ tài hát nhạc sến trong đêm nhạc riêng. Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và bất ngờ khi trổ tài hát nhạc sến và thể hiện hit mới, Cuộc tình không may trong đêm nhạc riêng. Tối ngày 10 tháng 7, Mỹ Tâm thực hiện một đêm nhạc của riêng mình tại phòng trà Đồng Dao. Đây là một trong những dịp hiếm hoi nữ ca sĩ có thể thu xếp lịch trình bận rộn của mình để làm một đêm nhạc cho khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm đã thể hiện loạt ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của mình như Chỉ như chưa bắt đầu, Ước gì, Nụ hôn bất ngờ, Mãi yêu, cùng với một số ca khúc gây bão mà cô vừa phát hành trong thời gian qua như Thứ tha, Đôi mắt màu xanh, Hãy về với nhau, Cuộc tình không may. Đặc biệt, ca khúc Cuộc tình không may lần đầu được Họa Mi Tóc Nâu gửi tặng khán giả hâm mộ. Nhiều ca khúc nhạc sến được Mỹ Tâm trình diễn ngẫu hứng theo yêu cầu, làm người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Cuộc tình không may vừa ra mắt cách đây không lâu của Mỹ Tâm đã nhanh chóng trở thành hit được khán giả yêu thích và có lượt share khủng trên cộng đồng mạng. Ngoài một bản ballad đẹp từ ca từ và giai điệu, đây là sản phẩm tiếp theo đánh dấu bước ngoặt thay đổi về mặt hình ảnh của Mỹ Tâm khi cô có sự kết hợp với ekip trẻ, mà lý do cho sự thay đổi chính này là vì Họa Mi Tóc Nâu muốn thể hiện một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ. Chỉ có những người trẻ mới hiểu rõ nhất tình yêu này cùng những câu chuyện đẹp đầy mộng mơ. Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ, việc cô thể hiện Cuộc tình không may, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng, không chỉ nhằm mục đích chứng minh bất kỳ điều gì. Dù có thay đổi về hình thức, nhưng nội dung bên trong vẫn là một Mỹ Tâm giàu tình cảm, vẫn là một Mỹ Tâm từng chinh phục khán giả từ thuở mới vào nghề như giọng hát cảm xúc của mình. Sau đêm diễn, cô sẽ tiếp tục cùng ekip chuẩn bị cho đêm nhạc riêng mang tên Hãy Về Với Nhau vào ngày 23 tháng 7 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Cô sẽ kết hợp với ba nam danh ca Bằng Kiều, Quang Dũng và Tấn Minh. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.